Mến chào quý khán giả đang đến với chương trình tin tức 24 giờ TV, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và thế giới. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Kính thưa quý vị, trong bản tin an ninh chính trị nóng nhất 24 giờ hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với tin chính sau đây. Khẩn trương điều tra những cá nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán hàng loạt cán bộ sai phạm bị kỷ luật liên quan vụ kích xét nghiệm của Việt Á. Sự thật vụ sư thầy ăn thịt chó Nguyễn Minh Phúc, tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bắt cò đất lừa đảo chạy sổ đỏ đất nông nghiệp chiếm đoạt 250 triệu đồng. Bỏ 2,1 tỷ đồng mua đất nhưng giờ trắng tay chỉ vì công chứng viên. Sau 23 năm trốn truy nã, người đàn ông ở Quảng Nam ra đầu thú vì không có đêm nào ngủ yên. Sau đây mời quý vị đến với nội dung chi tiết. Mở đầu là thông tin khẩn trương điều tra những cá nhân giúp sức ông Trịnh Văn Quyết thao túng thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, như đã đưa tin ngày 30 tháng 3, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn FLC về tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo cơ quan điều tra, chị Văn Quyết bị khởi tố bắt tạm giam để làm rõ những sai phạm liên quan đến việc bán chui 74,8 triệu cổ phiếu FLC ngày 10 tháng 1. Liên quan đến vụ bán chui cổ phiếu này, chị Văn Quyết đã bị phạt hành chính 1,5 tỷ, đình chỉ hoạt động chứng khoán 5 tháng bởi quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi không báo cáo về giao dịch dự kiến từ Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Về vụ việc này, có người đặt câu hỏi vì sao Ủy ban chứng khoán nhà nước đã ra quyết định xử phạt ông Trịnh Văn Quyết 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động chứng khoán 5 tháng nhưng vẫn bị khởi tố. Theo phóng viên, trả lời về việc này, Thiếu tướng Lê Văn Tân, Phó tránh văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an cho biết, Tháng 1 năm 2022, Trịnh Văn Quyết bị xử phạt hành chính về hành vi không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch theo Nghị định 128-2020 NDCP về xử phạt trong lĩnh vực chứng khoán. Sau khi vào cuộc xác minh điều tra, cơ quan chức năng phát hiện trong vụ việc bán chui cổ phiếu ngày 10 tháng 1, Trịnh Văn Quyết đã có nhiều thủ đoạn máy khóe tinh vi để tạo cung cầu giả, đẩy giá cổ phiếu nhằm thu lời bất chính số tiền từ 500 triệu đồng trở lên. Do đó, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố Trịnh Văn Quyết về hành vi thao túng thị trường chứng khoán. Trong trường hợp cơ quan chức năng đã xử phạt hành chính mà sau đó xác định hành vi vi phạm đủ cấu thành tội phạm, phải xử lý hình sự thì cơ quan điều tra sẽ khởi tố để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Theo đó, sau khi bị khởi tố điều tra, toàn bộ quyết định xử phạt hành chính trước đây đều không có hiệu lực, Thiếu tướng Lê Văn Tân cho biết. Hành vi thao túng thị trường chứng khoán của Trịnh Văn Quyết tác động tiêu cực tới thị trường và gây thiệt hại lớn cho các nhà đầu tư ngoài ông trịnh văn quyết đã bị khởi tố bắt tạm giam hiện nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tích cực điều tra những cá nhân giúp sức tích cực tạo điều kiện để bị can thực hiện hành vi vi phạm trong quá trình xác minh điều tra cơ quan công an xem xét làm rõ mục đích vai trò của từng người để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu những người đó thực hiện hành vi dưới danh nghĩa công ty, pháp nhân nhằm trục lợi bất chính cho đơn vị thì tùy mức độ thiệt hại gây ra cho nhà đầu tư và số tiền thu lợi bất chính, pháp nhân này có thể bị phạt tiền từ 2 đến 10 tỷ. Trong trường hợp người thực hiện hành vi dưới danh nghĩa cá nhân, tiếp tay làm lũng đoạn thị trường nhằm tư lợi bất chính gây thiệt hại cho nhà đầu tư, nếu đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm sẽ bị xử lý hình sự. Ngoài ra những đối tượng này còn phải bồi thường dân sự cho những nhà đầu tư bị thiệt hại do hành vi phạm tội gây ra. Chuyển sang tin tiếp theo, hàng loạt cán bộ sai phạm bị kỷ luật liên quan vụ kích xét nghiệm của Việt Á. Thưa quý vị, liên quan vụ nâng khống kit xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á, đến nay, cơ quan điều tra Bộ Công an, Bộ Quốc phòng đã khởi tố gần 30 bị can, trong đó nhiều bị can là lãnh đạo trung tâm kiểm soát bệnh tật CDC các tỉnh, lãnh đạo cấp vụ thuộc các bộ ngành. Đầu tháng 3 năm 2022, cơ quan điều tra hình sự Bộ Công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Thượng tá Hồ Anh Sơn, Phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự, Học viện Quân y về tội tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Kỳ họp thứ 13 diễn ra từ 28 đến 31 tháng 3, Ủy ban kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật cảnh cáo Trung tướng Nguyễn Viết Lượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Đại tá Nguyễn Tùng Linh, Đảng ủy viên Học viện, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Khoa học Quân sự, Thiếu tá Ngô Anh Tuấn, Phó Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Tài chính, Thiếu tá Lê Trường Minh, Chi ủy viên, Trưởng ban Hóa dược, Phòng trang bị vật tư Học viện Quân y. Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật khiển trách Đại tá Phạm Nhật Quang, Bí thư Tri bộ Tổng hợp Kế hoạch Thanh tra, Tránh Thanh tra Học viện, Đại tá Chu Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Tránh Văn phòng Học viện, Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung, Tri bộ Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đồng thời quyết định khai trừ ra khỏi đảng với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư Tri bộ, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Y dược học quân sự, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư chi bộ, trưởng phòng trang bị vật tư Học viện Quân y. Bên cạnh đó, Ủy ban kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật khiển trách Đại tá Phạm Nhật Quang, Bí thư chi bộ Tổng hợp kế hoạch thanh tra, Tránh thanh tra Học viện, Đại tá Chu Đức Thành, Phó Bí thư Đảng ủy, Tránh văn phòng Học viện, Trung úy Nguyễn Văn Tâm và Trung úy Nguyễn Thành Trung, chi bộ Viện nghiên cứu Y dược học quân sự, Học viện Quân y. Ủy ban kiểm tra Trung ương đồng thời quyết định khai trừ khỏi đảng với Thượng tá Hồ Anh Sơn, Bí thư tri bộ, Phó giám đốc Viện nghiên cứu y dược học quân sự, Đại tá Nguyễn Văn Hiệu, Phó Bí thư tri bộ, Trưởng phòng trang bị vật tư, Học viện quân y. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an làm rõ sai phạm trong việc công ty Việt Á bán kit xét nghiệm COVID-19 cho CDC Hải Dương thông qua 5 hợp đồng với tổng giá trị 151 tỷ đồng. Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Việt Á đã chi tiền phần trăm ngoài hợp đồng cho Phạm Duy Tuyến, Giám đốc CDC Hải Dương, số tiền gần 30 tỷ đồng. Ngoài số giám đốc đã nêu, do có sai phạm trực tiếp liên quan vụ kích xét nghiệm COVID-19, nhiều cán bộ thuộc CDC các địa phương cũng vướng vòng lao lý do liên quan nâng khống kích xét nghiệm của công ty Việt Á. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Hồng Thẩm, kế toán trưởng CDC Nghệ An, ông Trần Thanh Phong, phó phòng tài chính kế toán CDC Bình Dương, Lê Thị Hồng Xuyên, nguyên phụ trách phòng thí nghiệm CDC Bình Dương, Tiêu Quốc Cưng, kế toán trưởng, phó phòng tài chính Sở Y tế Bình Dương, Nguyễn Mạnh Cường, nguyên kế toán trưởng CDC Hải Dương, Hà Thúc Nhật, kế toán trưởng, kiêm trưởng phòng tài chính kế toán của CDC Thừa Thiên Huế, Trương Thị Bảo Trân, nhân viên bệnh viện thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh ngoài ra còn có nguyễn trường giang giám đốc công ty vndat nguyễn thị thủy nhân viên kinh doanh công ty vndat phạm vũ phong giám đốc công ty nam phong phan huy văn giám đốc công ty phan anh trụ sở tại tỉnh bắc giang và chị gái là phan thị khánh vân bộ lãnh đạo công ty việt á cũng bị khởi tố gồm phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc vũ đình hiệp phó tổng giám đốc vũ thị thanh thảo là thủ quỹ lê trung nguyên giám đốc vùng công ty việt á Chuyển sang tin tiếp theo, sự thật vụ sư thầy ăn thịt chó Nguyễn Minh Phúc, tốt nghiệp Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, ông Nguyễn Minh Phúc hay tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc từng xuất hiện trong hàng loạt clip trên mạng xã hội YouTube gây xôn xao với biệt danh thầy chùa ăn thịt chó. Trước đó ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Củ Chi xác định rõ về người tự xưng đó là Đại Đức Thích Tâm Phúc và nơi tự xưng là chùa Hoàng Pháp Trung ương. Theo đó, nơi tự xưng Chùa Hoàng Pháp Trung ương ở địa chỉ số 174-13A ấp Láng Cát, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi chỉ là nhà để ở, chứ không phải là cơ sở thờ tự tôn giáo. Còn ông Nguyễn Minh Phúc là người giả danh tu sĩ giáo hội Phật giáo Việt Nam, danh xưng Đại Đức Thích Tâm Phúc là tự nhận. Ông này còn sử dụng các loại giấy tờ, quyết định giả mạo để tự xưng là tu sĩ của giáo hội Phật giáo Việt Nam. Cơ quan chức năng đề nghị ông Phúc chấm dứt ngay những phát ngôn trái với đạo đức xã hội, trái với truyền thống của xã hội Phật giáo Việt Nam, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật nhà nước, tôn trọng đúng truyền thống Phật giáo. Về vấn đề này trao đổi với phóng viên ông Nguyễn Thành An, giám đốc Trung tâm Quan hệ Doanh nghiệp và Hỗ trợ Sinh viên Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay, sáng ngày 2 tháng 4, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ tốt nghiệp, trao bằng cử nhân cho sinh viên. Ông Lê Minh Phúc có đến chúc mừng của bạn sinh viên vì quen biết và sau đó ông Phúc thuê đồ của những người làm dịch vụ chụp ảnh dạo bên ngoài trường và vào chụp ở trong sân trường. Sau đó trên mạng xã hội có đăng hình ông Phúc và nêu ông Phúc tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người hiểu lầm. Nhà trường xác nhận rằng ông Nguyễn Minh Phúc chưa từng là người học của trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, vì vậy không thể có chuyện ông tốt nghiệp trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Lễ phục và ông Phúc thuê cũng không phải là lễ phục của nhà trường, ông An nói. Theo ông An, ngay khi phát hiện việc ông Phúc chụp hình trong sân trường, bảo vệ đã phát hiện và mời ông di chuyển ra khỏi khu vực làm lễ của sinh viên. Vì vậy, các thông tin trên mạng đang chia sẻ và chúc mừng ông Phúc là không chính xác. Chuyển sang tin tiếp theo, bắt cò đất lừa đảo chạy sổ đỏ đất nông nghiệp chiếm đoạt 250 triệu đồng. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 4, Công an quận Liên Triểu, thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố một cò đất lừa đảo người dân về việc có thể chạy các thủ tục làm sổ đỏ đất nông nghiệp tại phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Triểu Trước đó chiều ngày 1 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Liên Triểu thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Thị Minh Diệp 48 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ Đà Nẵng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo điều tra, bà Cao Thị Phượng 33 tuổi, ngụ quận Cẩm Lệ có nhu cầu làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sổ đỏ cho lô đất 678 tờ bản đồ 17 với diện tích 91,1 m2 tại tổ 89 phường Hòa Khánh Nam, bà Nguyễn Thị Minh Diệp hành nghề có đất ở khu vực quận Liên Triểu qua giới thiệu của nhiều người đã làm quen với bà Phượng. Mặc dù biết đây là đất nông nghiệp, không thể làm sổ đỏ đất ở, nhưng Nguyễn Thị Minh Diệp vẫn đưa ra các thông tin gian dối về khả năng làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bà Phượng. Bà Diệp nhiều lần yêu cầu bà Phượng trung chi tổng số tiền 250 triệu đồng để chạy các giấy tờ. Thủ đoạn của bà Diệp là ban đầu ra giá chạy sổ đỏ với số tiền khá ít. Sau khi nhận được tiền thì tìm nhiều lý do để dụ bà Phượng trung chi thêm do đã lỡ đưa tiền cho Diệp nên bà Phượng tiếp tục sập bẫy. Theo Ủy ban Nhân dân Phường Hòa Khánh Nam, nhiều năm qua địa phương liên tục cảnh báo người dân tám hơn 150 bảng biển cảnh báo về việc lừa đảo chạy giấy tờ hồ sơ, xây nhà trái phép trên đất đồng nghiệp. Tuy nhiên một số người địa phương khác thiếu hiểu biết, có nhu cầu bức thiết về đất ở vẫn bị lừa. Tin tiếp theo, bỏ 2,1 tỷ đồng mua đất nhưng giờ trắng tay chỉ vì công chứng viên. Thưa quý vị, công ty trách nhiệm hữu hạn Chí Thành là chủ dự án bông Lai thuộc khu đô thị mới Điện Nam Điện Ngọc, Điện Bàn Quảng Nam. Năm 2012, công ty này chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất diện tích 1.559m2 giá 2,1 tỷ tại dự án trên cho ông Võ Văn Thiện, chú Thanh Khê Đà Nẵng. Sau khi lập hợp đồng chuyển nhượng, ông Thiện đăng ký chỉnh lý biến động về chủ sở hữu đất nhưng không lập thủ tục được do công ty Chí Thành không xuất hóa đơn và chưa nộp tiền sử dụng đất cho nhà nước. Đáng chú ý, việc dẫn đến sai sót này có phần lỗi lớn từ phía công chúng. Cụ thể, ngày 9 tháng 3 năm 2012, công chứng viên Nguyễn Đức Bình, cán bộ phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Nam, có công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với thửa đất trên giữa ông Thiện và công ty Trí Thành. Hồ sơ thể hiện việc ông Bình công chứng hợp đồng có sai phạm vì trong giấy chứng nhận có ghi chú tiền sử dụng đất được nộp chậm đến 30 tháng 7 năm 2007 thì không đủ điều kiện để thực hiện chuyển nhượng sau khi sự việc xảy ra, ông Bình nói khi kiểm tra hồ sơ không phát hiện phần ghi chú này vì chữ quá nhỏ. vì vậy ông Thiện khởi kiện ra tòa yêu cầu trả lại tiền và bồi thường thiệt hại. bản án phúc thẩm số 79 năm 2019 của tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên buộc công ty Chí Thành phải hoàn trả cho ông Thiện số tiền mua đất 2,1 tỷ, buộc công ty Chí Thành và phòng công chứng số 1 tỉnh Quảng Nam phải có nghĩa vụ liên đới bồi thường thiệt hại cho ông Thiện hơn 8,7 tỷ mỗi bên 50%. Như vậy đến nay, ông Thiện không những không đòi được 2,1 tỷ đồng tiền túi mình bỏ ra mà tiền bồi thường thiệt hại cũng mịt mù. Ông Thiện cho biết rằng, tôi đã gửi nhiều đơn khiếu nại đến cơ quan chức năng có giải pháp để phòng công chứng số 1 thi hành án, bồi thường thiệt hại cho tôi nhưng vẫn bế tắc. Mua đất có đầy đủ giấy tờ, được công chứng, đóng đủ tiền mà nay trắng tay nợ nần. Theo tìm hiểu ngày 2 tháng 3 năm 2022, Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam đã trả lời đơn của ông Thiện về nội dung trách nhiệm của nhà nước liên quan việc thi hành án của phòng công chứng số 1. Cũng theo Sở Tư pháp, xét thấy đây là vụ việc phức tạp liên quan đến nhiều lĩnh vực luật pháp nên sau đó sở này tiếp tục có công văn gửi cục bổ trợ tư pháp Bộ Tư pháp xin ý kiến. Cục này trả lời rằng việc bồi thường thiệt hại của phòng công chứng số 1 không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của nhà nước theo quy định. Nguồn thu chủ yếu từ phòng công chứng số 1, từ hoạt động công chứng, sau khi trích nộp ngân sách nhà nước 25% tổng số phí thu được, 75% số phí để lại sau khi thực hiện trích lại 40%, cải cách tiền lương theo quy định và trích các quỹ phúc lợi. Số còn lại chỉ đủ để chi trả tiền lương cho sinh viên, người lao động và các khoản chi thường xuyên khác. Số tiền trích lại 40% để cải cách tiền lương theo quy định của luật ngân sách nhà nước. Đây chỉ là tiêu pháp lệnh theo quy định của pháp luật, không được kê biên, xử lý để thi hành án theo quy định. Do vậy xét về điều kiện tổ chức thi hành bản án số 79, thì phòng công chứng số 1 hiện nay không có khả năng bồi thường, không có khả năng thi hành bản án. Chuyển sang tin tiếp theo, sau 2-3 năm trốn truy nã, người đàn ông ở Quảng Nam ra đầu thú vì không có đêm nào ngủ yên. Thưa quý vị, ngày 3 tháng 4, Công an huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam cho biết, một người đàn ông trên địa bàn vừa đến công an đầu thú sau 23 năm lẩn trốn án truy nã vì tội cố ý gây thương tích. Theo hồ sơ vụ án vào cuối năm 1999 tại một lán trại ở xã Đại Sơn, huyện Đại Lộc giữa ông C, quê Nam Định và Tăng Tấn Công, 47 tuổi, ngụ xã Đại Hưng, Đại Lộc xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát. Sau khi bị ông C đâm một nhát, công chạy vào nhà người dân, mượn con dao thái chuối, chém một nhát và chân phải ông này. Do không được đưa đi cấp cứu kịp thời, ông C tử vong sau đó. Sau khi gây án, công đã bỏ trốn khỏi địa phương. Đến năm 2020, công bị công an tỉnh Quảng Nam phát hiện truy nã về tội cố ý gây thương tích. Theo lời khai của công, 23 năm qua chưa có đêm nào ông ta được ngủ yên vì luôn nơm nớp nỗi lo sẽ bị công an phát hiện bắt giữ. Để trốn tránh công an, công làm đủ các nghề từ bán vé số đến bốc vác, phụ hồ tại các công trình xây dựng ở Bình Phước, Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của Tin tức 24h TV ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến trái chiều, mời quý vị hãy cùng để lại trong phần bình luận video để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời tổng hợp và trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin kế tiếp của Tin tức 24h TV.